Vì với thầy ấy, mà các bạn mà học tiếng Anh với thầy bao lâu mà không biết cách tự học ấy, rồi mà lúc chia tay thầy thì các bạn cũng chia tay tiếng Anh luôn. Hello, xin chào các bạn. Lại gặp lại các bạn trong livestream tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần lúc 8:30, và hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời nhé. Khách mời của chúng ta hôm nay rất lớn tuổi, bằng nửa tuổi thầy. À đâu, còn chưa bằng nửa. Thầy hôm nay 31 chia đôi ra 15 tuổi rưỡi, bằng bạn hôm nay hình như 15 tuổi. 15 tuổi và bạn ấy tự học nghe nói tiếng Anh hàng ngày một mình. Để xem là bạn ấy học như thế nào nhé. Và bạn này cũng là một bạn mà thầy đang rất muốn kiểm tra đây. Rồi bạn nào vào sớm thì chào thầy một chút nhé. Khách mời của chúng ta thì ở đây rồi, nhưng mà chúng ta đợi các bạn khác chút. Hôm nay các bạn phải cổ vũ khách mời nhiệt tình vào nhé. Tại vì khách mời hôm nay hơi nhỏ tuổi. Rồi thì mẹ mình cũng không phải dịch cái bài ý ghê quá đâu Linh Linh ạ. Mình nghe hướng dẫn của thầy là được, em hiểu qua bài ý thì em bắt đầu tập phát âm, xong em chuyển sang quá khứ, xong là em bắt đầu cái quan trọng nhất là em vào nghe nói, nghe và trả lời thảo luận á. Thì hôm nay khách mời chúng ta là bạn bạn Ngọc, cũng đang học ở trong khóa Lifetime English này, thì thử lên tí lên cho bạn có chia sẻ được gì không, chỉ sợ bạn run quá. Khách mời chúng ta hôm nay là rất là lớn tuổi, nhưng hẳn 15 tuổi. Vâng, ok anh Tú ạ. Nhưng hôm nào lên để thầy thử kiểm tra mình trực tiếp cho anh Tú, lâu rồi mình chưa gặp. À hay quá, chị Hoa Nguyễn. Bé nhà mình là hơi bị ấy đấy. Hơi bị nhiều năng lượng đấy chị Hoa nhé. Đi đúng hướng là thành công lắm ấy. Rồi, chúng ta đợi các bạn khác một chút 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 nhé. Các bạn nếu được thì bấm like và chia sẻ giúp thầy nhé. Khách mời chúng ta hôm nay 15 tuổi, bạn ấy cũng đang ngồi tự học tiếng Anh hàng ngày. Tự nghe nói tiếng Anh hàng ngày một mình, và để xem hôm nay là bạn ấy sẽ chia sẻ một số thứ xem là đấy không. Ngoài ra thì đây thầy nghĩ cũng là một cơ hội để thầy có thể giao lưu chuyện trò với các bạn. Đỗ Văn Quý ơi, chắc là em đang muốn hỏi về khóa Lifetime đúng không? Thì cái này là diễn ra trọn đời em nhé. Cái khóa học này thì thầy cũng chỉ có một khóa học này duy nhất thôi. Thì thầy chỉ mong là các bạn bỏ cái tư tưởng học tiếng Anh truyền thống ngày xưa đi, mình học tiếng Anh theo kiểu ngôn ngữ và mình cứ thế giao tiếp hàng ngày. Thì Đỗ Văn Quý hôm nay chắc không bận đúng không, ở đây giao lưu vì khách mời chúng ta hôm nay là một bạn rất nhỏ thôi, nhưng bạn ấy cũng học Lifetime English và bạn tự học một mình nhé. Thì Đỗ Văn Quý xem như thế nào nhé. Còn các bạn mà quan tâm khóa Lifetime English trước khi mà thầy hết khuyến mãi, đáng lẽ là hết rồi đấy nhưng mà thôi vẫn đang đợi các bạn, thì trước khi thầy hết khuyến mãi thì các bạn để lại dấu chấm thì các bạn ý sẽ tư vấn cho mình nhé. Rồi chúng ta chuẩn bị vào livestream nhé, 2 phút nữa. Các bạn bấm like và chia sẻ livestream giúp thầy nhé. Đấy, bạn Linh Linh đang tư vấn cho bạn Đỗ Văn Quý rồi kìa. Đỗ Văn Quý hôm nay ở lại xem hết livestream giúp thầy nhé. Rồi, các bạn đã sẵn sàng đến với khách mời của chúng ta ngày hôm nay chưa? À, Lê Viết Hiếu vừa về Hà Nội đúng không? Rồi, các bạn sẵn sàng bấm SS giúp thầy nào. Chúng ta vào chủ đề hôm nay. À, thầy tin là ngày hôm nay với một bạn nhỏ thôi, nhưng mà qua cuộc nói chuyện thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều cái tư tưởng mới, cũng như là những cái tham khảo, thông tin hữu ích để giúp cho các bạn học tiếng Anh nó thoải mái hơn nhé. Học tiếng Anh chỉ một mình. Thầy bật mí trước là bạn khách mời ngày hôm nay, bạn còn rất trẻ, học tiếng Anh một mình hàng ngày. Các bạn có câu hỏi thì có thể đặt với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, còn nếu không thì các bạn cổ vũ bạn ấy mới nhé, bạn còn rất nhỏ tuổi. Rồi, Ngọc sẵn sàng chưa Ngọc? Rồi. Rồi, hello. Ngọc chào Xin các cô chào mọi người chú, các ạ. anh chị nào. Cười tươi lên nào, Vâng giỏi ạ. rồi. Vừa ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi ạ. Rồi. Hôm nay chắc là toàn các anh chị và các cô chú thôi, thì mình chào các anh chị, cô chú luôn được. Thì cho phép mình hôm nay xưng là cháu nhá. Nào, rồi, Vâng. xin mời Ngọc. Xin chào mọi người ạ. Vẫn là chào mọi người đúng không? Thế Ngọc giới thiệu về mình đi, xem mình bao nhiêu tuổi, mình tên là gì, mình đến từ đâu đi. Cháu tên là Hà Bích Ngọc, năm nay cháu 15 tuổi. Cháu ở Phú Thọ ạ. Cũng ở Phú Thọ à? Đấy, các bạn thấy không? Lại thêm một người nữa, hôm nọ có bạn Hà Long Vũ lên đúng không? Hôm nay bạn Hà Bích Ngọc, không biết hai bạn này có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Bạn Hà Long Vũ hôm nọ thì là cháu trai của thầy đấy, cháu ruột, là con chị gái cả của thầy đấy. Thì bạn Hà Bích Ngọc cũng đến từ Phú Thọ, cũng họ Hà, thì Bích Ngọc với cả thầy thì có liên quan gì đến nhau không? Giới thiệu đi. Jun à. Ngọc ơi, có nghe được không? Có ạ.
Rồi. Thôi cậu giới thiệu cho. Rồi thì bạn Ngọc là chị gái của bạn Vũ nhé. Thì đây là cũng là con của chị gái cả. Nhà thầy thì gọi thầy bằng cậu. Rồi rồi, thế thì vào hỏi Ngọc nhé. Cháu có run không? Cháu thấy bình thường ạ. Nếu bình thường thì cười tươi lên, cho bình thường mà tươi thế mà hôm nay lên là nó buồn thế. Rồi, ánh sáng thì không được tốt lắm nhưng mà giới thiệu các bạn là bạn Ngọc, bạn vừa cắt tóc theo kiểu tomboy. Nhưng mà Ngọc thì rất là xinh gái ở ngoài nhé, còn đây là do ánh sáng thôi. Còn tôi nhận luôn là cháu tôi rất là xinh nhé. Ok rồi, thế chúng ta vào buổi talk show ngày hôm nay nhé. Các bạn có câu hỏi gì với bạn Ngọc thì đặt nhé. Rồi, Ngọc sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi thì hôm nay hy vọng là rất nhiều bạn ở quê hương thầy cũng đang xem cái livestream này. Ai đang xem livestream thì chia sẻ giúp thầy nhé. Rồi ok Ngọc ơi, thì mình học tiếng Anh với giáo trình Effortless English là lâu chưa nhỉ? Cậu quên à? Cháu Chính xác là học bao lâu được rồi nhỉ? hơn 2 tháng rồi ạ. Hơn 2 tháng rồi à? Rồi thế cái hôm mà cậu bảo cháu học tiếng Anh thì cháu có giật mình không? Cháu cũng khá giật mình tại vì cháu cứ tưởng là cậu sẽ dạy cháu trực tiếp, nhưng mà học cái khóa này là mình sẽ học qua video ạ. Thì thầy giới thiệu với các bạn là đấy, thì mọi người cứ nghĩ là thầy dạy tiếng Anh này và dạy các bạn rất nhiều đúng không? Thì thầy phải ưu ái cho người nhà rồi thì những người thân quen. Thì thật ra là thầy ưu ái tất cả mọi người, nhưng mà các bạn theo dõi thầy lâu thì cũng hiểu là thầy từ trước đến nay đi dạy á, là thầy dạy các bạn, thầy luôn luôn cái việc dạy tiếng Anh là thầy có dạy, nhưng thầy luôn luôn đặt cái tiêu chí là phải dạy các bạn cách tự học tiếng Anh lên đầu tiên. Vì với thầy á, mà các bạn mà học tiếng Anh với thầy bao lâu mà không biết cách tự học á, rồi mà lúc chia tay thầy thì các bạn cũng chia tay tiếng Anh luôn, vì thầy đã trải qua cái giai đoạn như vậy nó quá nhiều lần rồi. Thế nên là từ lúc đi dạy, mà kể trước khi đi dạy mà thầy hay chia sẻ để giúp đỡ các bạn ở quanh mình á về việc học tiếng Anh á, thầy cũng chỉ hướng dẫn để các bạn ấy biết cách tự học tiếng Anh thôi. Thì tất nhiên ở trong khóa Lifetime English thì thầy còn ngoài hướng dẫn thì thầy cũng đồng hành và thầy cũng giải thích rất nhiều, và thầy cũng dạy cả về ngữ pháp, cả từ vựng các thứ, nhưng mà thầy phải giúp các bạn áp dụng được luôn như thầy ngày xưa và đi đúng con đường như thầy. Thì với bạn Ngọc này, bạn Vũ này và kể với vợ thầy thì mọi người cứ nghĩ là thầy dạy, nhưng mà cuối cùng cũng giống hệt các bạn trong Lifetime thôi. Rồi thì Ngọc, mình học được hơn 2 tháng thì mình đang học đến bài nào rồi Ngọc? Cháu học qua bài 30 phút rồi ạ, đang đến bài tiếp theo ạ. Đến bài tiếp theo rồi á? Mới học qua bài 30 phút đúng không, hay là học qua xong hết rồi? Mới học qua. Thì mình thấy nó thế nào, khó Nó không khó như những bài đầu ạ. không? Rồi, nhưng mà Ngọc có biết một vấn đề là bài 30 phút thì nó khó hơn bài Akis không Ngọc? Có ạ. Mà trong khi là cháu đến bài khó hơn mà cháu lại thấy dễ hơn, thì cháu có nghĩ là vì sao mà lại như vậy không? Tại vì cái qua bài Akis thì cháu biết cách học rồi cho nên là học nó nhanh ạ. Rồi, và một cái nữa là cháu đã biết nghe nói tiếng Anh rồi. Tiếng Anh của cháu cũng lên level rồi. Thì cậu vẫn hay khuyên mọi người đấy, thì mọi người cứ thích là học nhiều này và học vội này. Còn ở trong Lifetime mà như cách cậu học và dạy mọi người ấy, thì chúng ta là làm chậm, học chậm, học kỹ, học sâu. Vì mọi người ở chắc các bạn là học viên của thầy thì đều hiểu điều này, đó chính là khi các bạn làm tốt một bài Akis, tức là bạn thảo luận và nghe và nói chuyện thoải mái như chúng ta đang nói tiếng Việt này này, thì không chỉ các bạn tốt ở bài Akis đó mà là cả cái trình độ tiếng Anh của bạn đã tốt hơn rồi. Thế nên là có một vấn đề là rất nhiều bạn cũng học giáo trình Effortless English nhưng mà bỏ ra một thời gian rất lâu và cuối cùng vẫn không hiệu quả. Vì mặc dù giáo trình thì rất tuyệt vời nhưng mà các bạn lại học theo cái phong cách ngày xưa. Bạn áp dụng cái cách học truyền thống vào cái giáo trình Effortless English. Thế nên là các bạn lại vẫn thất bại. Đó, thì bạn Ngọc thì những cái về suy nghĩ này thì bạn ý chắc là không suy nghĩ nhiều, nhưng mà đấy cũng là cái lợi thế của những bạn mà nhỏ hơn 18 tuổi đấy, các bạn ý ít suy nghĩ hơn các bạn lớn. Nhưng mà các bạn 18 dưới 18 tuổi thì đây thầy không chê các bạn, nhưng mà có một cái là rất may cho bạn nào mà nếu mà biết học chậm lại, vì các bạn thường thường thầy để ý là học rất vội, rất nhanh. Đó, nhưng Ngọc có lúc nào mình cảm thấy vội nhanh không, hay mình cứ bình thường và nghe hướng dẫn của cậu học bao lâu thì mình học như vậy? Mình chia sẻ xem là mình bình thường một ngày mình học tiếng Anh như nào Ngọc? Hàng ngày mình học tiếng Anh như nào? Hàng ngày thì cháu nghe vào giờ giờ đã quy định của cháu ạ. À, cháu có giờ quy định luôn là mấy giờ thì cháu học? Và 5 giờ ạ. 5 giờ chiều hay 5 5 giờ giờ đến sáng? khoảng
5 giờ chiều ạ. Ui, cậu lại tưởng dậy 5 giờ sáng. Mấy giờ thì cháu dậy nhé? Bình thường á. 5 rưỡi ạ. Ô, 5 rưỡi sáng á, cháu dậy sớm đi. À, đi học à? Vâng ạ. Cậu lại không dậy được 5 rưỡi sáng, nên là cháu dậy cậu không biết gì. Rồi, thế mình cứ 5 giờ chiều là mình học. Thì mình học như thế nào, mình ngồi nghe và trả lời thôi đúng không? Thì cháu cứ nói nhiều Vâng lên ạ. để cho mọi người tưởng tượng ra, vì hôm nay có rất nhiều bạn cũng đang không học theo giáo trình Effortless English đấy, cũng đang muốn tham khảo thêm về cái này. Thì cứ hàng ngày nghe nói như vậy. Cháu nghe lâu, nói lâu không? Một ngày 1 tiếng không? 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng không? Hay là bao nhiêu phút? Hơn 30 phút ạ, hoặc là khi nào mà cháu thấy cái phần nói của mình nó ổn rồi thì cháu dừng ạ. À, nói mình cháu ổn thì cháu dừng đúng không? Thế lúc học bài Akis đến tầm nào thì cháu chuyển sang bài Barber Sput? Tại vì các bạn đều là tự học cả mà, thế nên là và Ngọc thì chia sẻ cho là mình học bài Akis trong vòng bao lâu? Bài đầu tiên đấy. Nào, trong vòng khoảng 1 tháng đầu ạ. 1 tháng đúng không? Thì tại vì rất nhiều bạn đang không học giáo trình Effortless English đấy, thì trong 1 tháng đấy thì với bài Akis thì cháu làm những cái gì? Thì Ngọc thử chia sẻ với các bạn xem nào. Cháu nghe theo cái đầu tiên là cháu xem video của cậu hướng dẫn, xong rồi là bắt đầu bật audio lên và nghe rồi tự trả lời ạ. À, rồi cứ nghe và trả lời. Thì càng nghe càng thấy trả lời tốt hơn đúng không? Vâng ạ. Thế cháu càng nghe cháu càng càng trả lời tốt hơn nên là cháu mới ở lại, hay là cậu bảo là học 1 tháng nên cháu mới học 1 tháng? Cháu thấy nghe nghe với cả nói nó tốt hơn, với lại cháu thấy thích hơn nên cháu ở lại ạ. À rồi, ôi có câu này ấm lòng quá, thấy thích hơn. Thế là bây giờ cũng thích học tiếng Anh rồi đúng Vâng ạ. không? Tại vì sao cháu thích? Cháu có thấy nó dễ không đã? Cháu thấy nó dễ ạ. Ừ, đúng rồi, chính vì cháu thấy nó dễ nên là cháu mới thích đấy. Thì cháu có cảm nhận là mình nói tiếng Anh chuẩn không? Tự mình học thì mình có cảm nhận được điều đó Có ạ, nó chuẩn hơn lúc trước khi cháu học. không? À, thế trước khi cháu học thì cháu đang học tiếng Anh như nào? Tại vì cậu chia sẻ trước một chút là vì đợt mà cậu cũng bảo đấy là thôi để cánh Ngọc Vũ với cả Thư Uyên nhé, còn nhỏ quá cứ cho chơi đi. Lên cấp 3 cậu bắt đầu mới dạy tiếng Anh. Nhưng mà vì sự phát triển của khóa Lifetime English thì cậu bảo thôi đằng nào cũng vậy, vì sau này cũng là dạy Ngọc Vũ là tự học mà. Cả Thư Uyên rồi đi đấy. Kể cả Nam, Quân, Nhi, Thóc sau này đều như vậy cả Ngọc ạ. Thế nên là bảo thôi đợt này đi, và cháu chính là người đầu tiên cậu ấy đấy. Vũ còn học sau cháu đúng không? Vâng ạ. Ờ đấy thì do rồi, thấy thích dễ là được rồi. Thì bây giờ cậu hỏi Ngọc này này. Đó là cháu rất giật mình khi cậu không dạy cháu trực tiếp đúng không? Thì sau khi học một thời gian khoảng gần 3 tháng đấy rồi thì cháu thấy việc học qua video thì như thế nào Ngọc? Cứ chia sẻ thật. Cháu thấy nó tiện hơn ạ, kiểu là mình sẽ chủ động được thời gian, với cả là nếu mà không hiểu thì mình có thể xem đi xem lại nhiều ạ. Và cái đặc biệt Và là có một không bị cái thầy mắng. điều có nghĩa là thích nhất là chú ý đúng không? Chứ mà học Vâng. trực tiếp với cậu là cậu quát ghê lắm. Cháu có biết là cậu ghê gớm như thế nào không? Các bạn cứ bảo thầy sáu ở đen kìa kìa. Rồi được rồi, thôi thì tí chúng ta sẽ bàn vào sâu hơn. Thì hôm nay rất vui là Ngọc ở đây với cậu, thì chúng ta sẽ thử học nhé. Thì hôm nay coi như học một bài bình thường đi, thì thử cậu kiểm tra có cái gì cải thiện được thì cậu cải thiện nhé. Cháu cứ thoải mái nhé. Cậu thấy hôm nay là cháu hơi run đấy. Thì về hai cậu cháu vào học nhé, thì cháu cứ cảm giác như học nhà để cậu cũng kiểm tra, tại vì cậu chưa kiểm tra được. Hôm mà mai kiểm tra một lần đúng không? Vâng ạ. Mợ có quát gần chết không? Cũng có chỗ quát, tại vì chỗ đấy cháu trượt đúng lắm. À, chưa đúng lắm rồi. Thế sau đấy về sửa được ngay lập tức không? Có ạ. Mợ dạy cách Mợ sửa quát nên vậy là thôi, dễ sửa về mợ hơn. khen ghê lắm. Hôm mợ về xong cậu hỏi thế thế học nào thì có phải kèm thêm không? Mà không, học tốt mà, nhưng mà nói chung là cần phải tập trung hơn tí. Đấy, thế là khen ghê lắm, nhưng mà trước mặt thì vẫn phải quát chứ. Làm sao chuyện. Rồi. Ngọc và mọi người nhìn thấy bài chưa? Rồi ạ. Rồi mọi các bạn có nhìn thấy rõ không? Có nghe rõ không? Nhìn thấy rõ bấm số 1 giúp thầy nào, tương tác mạnh lên nào. Ấy, chị Hoàng Nguyễn toàn cho Ngọc 100 điểm kìa. Rồi thì đây là bài Barber's Food, thì hôm nay cậu kiểm tra cháu bài này nhá. Thì với bài này thì Ngọc thử chia sẻ với mọi người là với bài này thì bình thường thì mình sẽ học như thế nào? Đầu tiên mình sẽ làm gì, sau thì sẽ làm gì nữa?
Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn Bùi Dân, cảm ơn Thủy Ngân nhé. Đầu tiên là cháu xem video hướng dẫn của cậu trước. Ừ. Sau đó là cháu sẽ bắt đầu nghe lại audio của phần này và bắt đầu tập nói theo người ta. Rồi. Còn từ Thì nào mà nghe vài lần là hiểu, lần đầu nghe phát hiểu luôn không? không ạ. Đúng rồi, việc gì phải hiểu đúng không? Cậu đã chia sẻ rất nhiều rồi, là có những cái khó, có những cái dễ chúng ta không quan tâm, nhưng có một điều chắc chắn nó luôn luôn xảy ra, đó chính là mọi thứ đều trở nên dễ đi nếu chúng ta làm nó hàng ngày lặp đi lặp lại. Nhưng mà ở ngoài cháu có biết là các bạn đang học tiếng Anh một cách nó rất là khó khăn, là vì cậu nghĩ là các bạn ý không học lặp đi lặp lại, không học kỹ, học sâu á. Còn Ngọc thì đây cứ chủ động học theo hướng dẫn, nhưng mà đấy chính là cái mà cậu cần Ngọc và các bạn trong Lifetime English học đấy. Thì đấy, cứ nghe vài lần là bắt đầu thấy nó dễ hơn rồi đúng không? Thì sau đấy làm gì nữa? Sau đó là sẽ bắt đầu đọc cái phần này, từ cái cụm từ nào hoặc từ nào mà mình chưa đọc được thì sẽ luyện nguyên cái cụm từ đấy đi đi luyện lại, khi nào được thì sẽ chuyển sang câu khác. Tuyệt vời không? Rồi ôi đúng cháu tôi luôn nào. Các bạn trong Lifetime English thấy chưa? Tức là bạn Ngọc bạn bảo là thấy có cụm từ nào mà mình hơi khó phát âm hoặc cảm giác phát âm nói, thì bạn ý sẽ tập trung vào cụm từ ấy, bạn nói đi nói lại. Đó các bạn hiểu ý thầy không? Thì bạn tập trung để bạn sửa luôn. Thì tất nhiên là sửa luôn như thế thì có lúc được thì có lúc không đúng không Ngọc? Nhưng mà ít nhất là khi mình nói nhiều như thế, mình tập trung vào nó thì mình có xu hướng để sửa nó hơn. Và chúng ta sẽ sửa tiếp tục trong quá trình là nghe và trả lời bài này đúng không cháu? Vâng ạ. Và cháu cũng thấy là cái phần nghe và trả lời, tức là thảo luận về bài này, chính là phần trọng tâm của khóa học Lifetime English, cũng là trọng tâm của cái việc học tiếng Anh của cháu luôn. Vì cháu phải hiểu là chúng ta đang không ở trên một đất nước nói tiếng Anh. Nếu mà cháu đi du học ở Anh, Mỹ mà cháu chịu khó ra ngoài với các thứ rồi cháu chịu khó học nhà thì ok. Nhưng chúng ta đang ở Việt Nam và cháu lại đang học một mình, thì đây là cơ hội để cháu có thể được nói tiếng Anh hàng ngày. Nếu mà bây giờ cậu tự nhiên bắt Ngọc nói đứng trước gương rồi tự đặt câu phát âm hàng ngày thì cháu có làm được nó hàng ngày không? Nếu mà tập dần dần thì sẽ quen ạ. Nhưng mà nếu tự nói không được đâu Ngọc ạ. À. Đây là vì cháu được trả lời ông ý và ông ý hỏi thì cháu trả lời, rồi thì được mọi người đồng hành thì cháu mới thấy thích, thích thì mới làm được hàng ngày Ngọc ạ. À. Bên thầy hỏi Ngọc tí, cậu hỏi Ngọc tí là ngày xưa ở ở trên trường cháu có hay học thuộc lòng từ vựng nha, học ngữ pháp làm bài tập không Ngọc? Có ạ. Thế đợt đấy là mình bắt đầu nói tiếng Anh chưa? Như cậu thấy là hình như chưa luôn. Chưa ạ. Ngại đúng không? Ngại Ngại nói với tiếng cả Anh mà không nói được. Bây giờ nói tiếng Anh thấy ngượng mồm không? đỡ ngượng mồm hơn rồi ạ. Đỡ rồi, thôi rồi, thế chúng ta vào học nhé. Thì đừng quan tâm là đây là talk show hay livestream nhé. Cũng ít người xem thôi, có vài trăm người xem thôi, không 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 sợ đâu. Cứ coi như một buổi học bình thường nhé Ngọc nhé. Rồi các anh chị, các cô chú đang cổ vũ mình nhiều lắm đấy. Đây này, Ngọc xinh thế còn toàn cho 100 điểm đây này. Cảm ơn cô Hoa Nguyễn đi. Cháu cảm ơn ạ. Rồi, được rồi. Thì Ngọc bây giờ đọc bài này cho cậu nhé. Nào, mình đọc chậm, mình tính. Sai đâu cậu sửa đấy, ok? Bubbles Food. Sarah Smith, who lives in San Francisco, went shopping for cat food. Sarah is 30 and lives at 3037 Market Street. She has lived there since 1990. Sarah is married. She is married to a man named John. She has been married for 7 years. They have two children and one very big cat. Their son Bob is 5 years. Không nhìn không rõ à? Years old, and their daughter Nancy is 3. Their cat Bubba is 2 years old. Bubba is huge. He weighs 258 pounds. At 9 a.m., Sarah got into her car and drove to the pet store. She bought 68 bags of cat food for $10 each plus tax. The regular price was $15, so she got a good deal. The total was $680 she paid by credit card. On her way home, Sarah stopped at a convenience store to buy milk. Bubba loves milk. The milk was
$3 for 1 gallon and Sarah bought 30 gallons. She paid $100 and got $10 back in change. Sarah got home at 11 a.m. Barbara was waiting. Có nhìn được không? Đoạn cuối chắc bị mất đúng không? Barbara was waiting at the door. He was very hungry. Ok, về good, chắc là nhớ luôn đúng không? Đoạn cuối chắc nó bị khuất. Rồi, thì câu hỏi này. Được, đọc vừa rồi rất được, nhưng mà bình thường cháu có đọc nhanh được hơn thế không? Có. Nhưng mà tại sao cháu đọc chậm thế? Cháu thử chia sẻ với mọi người đi. Tại vì bình thường có khi cháu đọc nhanh là cháu sẽ bị bỏ qua những cái như kiểu là âm ED hoặc là những cái Âm xì phần đúng không? Vâng. Đúng rồi, thì đấy, cậu đã bảo rồi, cứ càng đọc chậm càng ưng, càng đọc chậm càng tự tin, càng đọc chậm càng hay. Thì bình thường mà ngày xưa khi mà chúng ta đang học tiếng Anh nó chưa chuẩn nữa, mọi người rất thích là nói tiếng Anh như gió. Thế tất nhiên nói tiếng Anh như gió và chuẩn thì ok. Cậu bây giờ có lúc cậu nói tiếng Anh rất nhanh, nhưng phần lớn là cậu nói tiếng Anh rất chậm. Nhưng vì nói tiếng Anh như gió không phải là, nếu mà chuẩn thì không tính làm gì, nhưng phần lớn là nói tiếng Anh như gió là vì chúng ta đang phát âm sai quá. Sai quá thì ngại, ngại nói và sợ mọi người phát hiện ra cái sai, cũng như là bị kiểu như làm bấn loạn á khi phải nói tiếng Anh. Thế chúng ta cứ nói nhanh, và nói nhanh như thế không có cơ hội để phát âm đúng, không có cơ hội phát âm hay. Nên tất cả các bạn trong Lifetime English, thầy đầu tiên là thầy rất trân trọng. Thứ nhất là các bạn rất muốn thay đổi và các bạn cũng rất quyết tâm. Quyết tâm ngay đầu tiên là việc các bạn nói tiếng Anh rất chậm. Đấy, ngay từ bạn Ngọc đây. Rất tuyệt vời Ngọc nha. Nào, bây giờ cậu hỏi vài câu tiếng Anh cho nó vui nhỉ? Tự tin trả lời chứ? Có ạ. Rồi, thì cậu cứ hỏi gì trả lời đấy nhé. Thì các bạn mà đang xem mà nếu không học giáo trình Effortless English thì bài này thầy giải thích cho đoạn đầu này để các bạn hiểu, để tí thầy hỏi bạn Ngọc thì chúng ta theo dõi luôn nhé. Thì chị Sarah Smith thì người sống ở thành phố San Francisco thì đã đi mua thức ăn cho mèo này. Chị Sarah thì 30 tuổi, sống ở số 3037 đường Market, đúng không? Cô ấy đã sống ở đó từ năm 1990, cô ấy đã kết hôn và cô ấy kết hôn một người đàn ông tên là John. Thì cô ấy đã kết hôn được 7 năm rồi, họ có hai người con và một con mèo rất là to, đúng không? Rồi, nào cậu hỏi Ngọc nhé. Nào, did Sarah go shopping for dog food? No, Sarah didn't shopping for dog food. She didn't go shopping. Nào, Ngọc hôm nay hơi run đúng không? Vâng ạ. Rồi, không sao, cứ bình tĩnh nhá. Nhưng mà cháu phải thấy là hôm nay mình lên đây á là thứ nhất là cái trải nghiệm đầu đời. Cái thứ hai là mình sẽ thấy là mình nếu mà lên những chỗ này mà muốn tốt nữa thì mình còn phải luyện tập nhiều nữa. Mặc dù nó tốt rồi, tốt hết cỡ rồi, cháu vẫn cứ tiếp cho cậu. Nếu mà có một ngày nào đấy mà làm cái gì mà cháu thấy nó chưa tốt hẳn thì hãy tự cho mình một cái lý do này để làm mình tốt hơn này. Đó chính là chúng ta luyện tập chưa đủ nhá. Đấy, nhưng mà chắc hôm nay run quá, bạn còn trẻ tuổi quá. Nào, tức là bạn chỉ sai một cái rất nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà không, cái là không được. Lại nhá, nào. Did Sarah go shopping for dog food? No, she didn't shopping for dog food. Nào, tại toàn quên chữ go vậy, cứ bình tĩnh nào Ngọc. Cậu đấy từ nãy là run lắm đấy, tức là run hơn cả Vũ hôm nọ đấy, đúng không? Lại nhá, nào. Did Sarah go shopping for dog food? No, she didn't shop. No, she didn't go shopping for dog food. Bố hay mẹ đang ngồi đằng sau? Không có ai ạ. Thế sao cứ nhìn ra đằng sau đấy, cứ bình tĩnh thoải mái nào. Nào, how old is Sarah? Sarah is 30. 30, very good. Now, where does Sarah live? She lives at 3037 Market Street. Rồi, các bạn của Vũ Ngọc ghê quá, sắp sửa. Các bạn thét cậu ở đấy. Nhưng mà các bạn thông cảm nhé, đây là cháu gái. Nhiều khi là phải tỏ ra là mình nghiêm khắc, đúng không? Đang rất muốn đây là tương lai của gia đình và đất nước. Đây, các bạn khen này. Em đã xinh gái lại còn phát âm chuẩn, càng chăm âm càng tròn hơn. Cho em 100 điểm này. Cố lên em ơi, run quá. Nào tiếp nhá, nào. Lại nhá, nào. Where does Sarah live? She lives at 3037 Market Street. Nào, has Sarah lived there since 1980? Yes, she has lived there. Nào, bình tĩnh, Ngọc, cứ bình tĩnh nhá. Nào, cậu hỏi lại nhá.
Ngọc run quá, cậu nhìn qua là cậu biết rồi. Bình tĩnh nào. Has Sarah lived there since 1980? No, she has lived there since 1990. Ok, is Sarah Yes, Sarah is married. married? And who is Sarah married to? She is married to a man named John. Now, is Sarah married to Bill? No, she married to a man named John. Okay, how long has Sarah been married? She has been married for 7 years. Now, how many children do they have? They have two children. Rồi rồi, lúc sau là bắt đầu thấy nó ok hơn rồi đúng không? Now, how old is Bob is 5 years old. And how old is Nancy is 3 years old. Nancy? Đấy, thấy không? Thì cháu thấy là hôm nay lên là mình còn rất trẻ thôi, mình lên hôm nay là cậu cũng thấy cháu dũng cảm rồi đúng không? Nhưng mà mình có thể làm tốt hơn được mà đúng không? Thì các bạn thông cảm nhá, thầy có thể hơi gắt gao bạn Ngọc tí tại vì có đây là chính là niềm đây có khi là người kế thừa cái The Anh English của thầy sau này đấy. Nào câu cuối cùng nào. How much does Barbara weigh? Barber weighs 258 pounds. Rồi thoải mái ăn chưa? Rồi cháu phát âm rất chuẩn, học rất xịn nhá. Hôm nay mới thầy cậu mới được kiểm tra chứ cậu tưởng cháu vào nói tiếng Anh linh tang tinh nữa thì chết cậu. Rồi thoải mái chưa? Rồi Rồi thế ạ. chúng ta tạm thời thế nhá thì cứ ôn luyện tiếp mình cái phần C á thì cháu nghe như thế nào nhỉ? Phần C là không có ấy đâu. Không có ở trong bài đấy, đúng không? Thì cháu học qua cháu thấy thế nào phần mini story C á? Cháu nghe thấy nó cũng bình thường ạ. À, bình Nó thường có Louis ấy, giỏi tiếng Anh rồi đúng thôi rồi đây cậu ra cậu có một số câu hỏi rất quan trọng đây cần Ngọc chia sẻ mọi người đây vì rồi ê, xin lỗi nhé có lẽ là từ nãy là lỗi của cậu gây áp lực cho Ngọc kê quá bình thường là cậu ấy chiêu các bạn lên livestream á là cậu cứ chiêu chiêu các bạn tại vì dù sao thì đã lên đây nó áp lực rồi thì cậu thường hay cho các bạn áp lực thêm nữa thì lần sau lên các bạn càng tự tin nhưng mà Ngọc có khi hơi bé nhỉ yeah. Ôi rồi, nào cảm ơn các bạn nhé, các bạn đang ủng hộ Ngọc ghê quá đấy. Rồi bây giờ cậu hỏi Ngọc chút này, tại vì cháu vẫn đang đi học đấy. Thì ở trên trường là mình đang học tiếng Anh đúng không? Một tuần mấy tiết? 1 tuần khoảng 4 tiết gì đấy ạ. Ờ, thì bây giờ cậu thấy là sau khi cháu học thì giáo trình Effortless English này là cháu nói tiếng Anh rất thoải mái rồi, phát âm cũng khá chuẩn rồi. Và cậu nhìn thấy sự thoải mái trong việc phát âm của cháu ạ. Cậu nghĩ là nếu không phải trên talk show thì cháu nói tốt hơn thế rất nhiều đúng không? Cháu nghĩ vậy không? Cháu nghĩ thế ạ. Ờ thế tốt. Thì sau khi cháu nghe nói tiếng Anh thoải mái như vậy, cháu nghe tiếng Anh bây giờ cháu không còn thấy sợ nữa đúng không? Thấy thoải Vâng mái rồi đúng ạ. không? Thì mình biết gì thì mình nghe đấy chứ mình không phải kiểu bấn loạn khi mà thấy tiếng Anh nó phát ra ở bên tai nữa đúng không? Thì nó việc cháu học tiếng Anh theo kiểu như một ngôn ngữ và cháu bắt đầu biết sử dụng như thế này thì nó ảnh hưởng gì đến việc học ở trên trường của cháu? Nó tác Dạ động như thế nào có. đến việc học? Dạ có ạ. Nó tác động như Là thế nào? kiểu khi mà cháu đã biết cái cách phát âm nó đúng ý, cháu nghe những cái người xung quanh phát âm sai cháu cũng thấy hơi khó chịu Hơi khó chịu à thế thì chỉ giữ trong lòng đấy nhá nói ra là các bạn đánh cho đấy nhá đấy cậu dặn trước nhá nhưng mà không sao nhưng mà ít nhất là khi mà cháu thấy mà người khác phát âm sai á thì cháu bắt đầu thấy là à có cái gì đấy sai sai đấy chính là một cái rất tuyệt vời của những người sử dụng được tiếng Anh như một ngôn ngữ thì tất nhiên các bạn sai thì còn rất nhiều việc để nói đến việc sai như vậy nhưng ít nhất khi cháu thấy các bạn sai và cháu thấy có một chút khó chịu thì là cháu không muốn sai nữa đúng không. Vâng ạ. Nên cháu thấy là học mới học gần 3 tháng mà cháu nói tiếng Anh như này thì trước đấy mà cậu cháu có biết là cậu học tiếng Anh cả chục năm trời không bằng 1 phần 10 cháu lúc nãy thì cháu có thấy nó đáng tiếc không? Vì cháu biết vì sao? Vì cậu học tiếng Anh theo kiểu truyền thống đấy. Thì cháu có thấy tiếc không? Tiếc ạ. May cho cháu là cháu còn trẻ như này mà cháu tiếp xúc với kiểu học tiếng Anh này luôn. Và có một cái thì cậu phải bảo này. Thì cháu đang học trên ghế nhà trường đúng không? Cháu vẫn học tiếng Anh đúng không? Thì cái việc mà cháu học tiếng Anh nghe nói chuẩn như thế này rồi á và cháu làm nó hàng ngày như thế này rồi á thì cháu sẽ rất tự tin và cháu có thấy là tiếng Anh ở trên trường của cháu cũng tốt hơn rất nhiều không khi cháu học môn tiếng Anh ở trên trường á. Có ạ. Cháu thấy thoải mái hơn đúng không? Làm bài tập nó có dễ hơn không cháu?
Làm bài tập thì nó dễ hơn ạ. Tại Kiểu vì khi mà sao có biết không? tại vì như đợt trước là khi mà nghe những cái bài đọc từ radio thì nghe nó hơi khó, nhưng mà sau khi mà học cái này xong thì cháu đã quen với cách người ta nói rồi thì nghe nó đỡ khó khăn hơn ạ. Đúng rồi, thực ra là cháu sẽ còn phải học rất nhiều, càng học nhiều càng biết nhiều mà. Nhưng mà khi mà cái tâm lý của mình nó tốt là à, tôi cứ nghe tiếng Anh từ nào tôi biết là tôi tự tin nghe được. Còn từ nào không biết thì biết thế ra để tôi đoán, đúng không? Thì nó ok. Còn trước đấy là cháu nghe với tâm thế là thầy chưa bật radio lên thì cháu đã ngồi run xem là người ta nói cái gì rồi. Và người ta nói được chữ nào cháu cũng ngồi để xem là người ta nói chính xác từng câu từng chữ như thế nào, thì đến chỗ nào mà cháu không nghe được cái là cháu lại tập trung vào chỗ ý, là bỏ chỗ sau. Thế là đến lúc mà dịch xong chỗ ý ra sang chỗ sau là cháu bấn loạn rồi Ngọc ạ. Đó, thì cậu ngày xưa học kiểu như vậy. Cháu có cái kiểu mà học mà cứ từ vựng mỗi ngày học bao nhiêu từ vựng ông Ngọc, đã bao giờ học kiểu ý chưa? Rồi ạ. Được, đấy thì học kiểu đấy á, thì như cậu ngày xưa thì cậu không thấy nó hiệu quả ha. Nhưng bây giờ mà nếu mà cháu nghe nói tiếng Anh và cháu học như kiểu này hàng ngày á, thì cái việc học trên trường kể cả là học tiếng Anh rời rạc hay học ngữ pháp hoặc các thứ á, nó thậm chí nó lại trở thành rất tốt. Tức là nó sẽ bổ trợ được cho cháu, cho việc học tiếng Anh của cháu. Khi mà cháu sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ rồi thì cháu hoàn toàn có thể tiếp xúc với mọi thể loại tiếng Anh và nó đều tốt cho cháu. Nhưng cái vấn đề ở đây là trước khi chúng ta học tiếng Anh như một ngôn ngữ thì chúng ta đã học cái kiểu cái rời rạc kia rồi. Và chính vì học kiểu rời rạc kia rồi nó mới không hiệu quả thì cậu thấy rất tiếc. Thì cậu cũng hay nói là ấy, cái vấn đề tiếng Anh trường lớp nó là như vậy. Tức là khiến chúng ta học một cách rất thụ động. Và cậu không nói đúng hay sai nhưng mà kiểu nó không hiệu quả hả Ngọc? Đó, nhưng cậu không bảo là vì nó không hiệu quả, ít nhất là với cậu và học viên của cậu rồi nhá. Nhưng không phải là vì nó không hiệu quả mà cậu bảo Ngọc hoặc là những bạn khác ngồi trên ghế nhà trường là đừng học tiếng Anh. Không, vẫn phải học. Và bắt buộc các bạn phải được điểm cao và bắt buộc các bạn phải là con ngoan trò giỏi. Nhưng hay như bạn Ngọc chẳng hạn, chúng ta vẫn học ở trên trường nhưng chúng ta vẫn học thêm ở nhà, tự học một mình, nghe nói và sử dụng nó như một ngôn ngữ. Khi chúng ta thoải mái hơn rồi, cháu sẽ lên trường và thấy nó sẽ hai cái nó tác động vào nhau, cháu sẽ thấy tốt hơn nhiều. Và Ngọc hiện tại thì chắc là chưa thi những kỳ thi như IELTS và TOEIC đúng không? Vâng ạ. Ừ, nhưng kể cả những bạn đang thi như vậy cũng vậy. Cậu rất muốn là các bạn ôn thi thì ôn thi, nhưng các bạn vẫn học và sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Thì cái lúc các bạn ôn thi á, thứ nhất là nó dễ hơn, cái thứ hai là các bạn học được luôn chính từ việc lúc các bạn đang ôn thi. Còn nếu đang không biết sử dụng tiếng Anh nhé, mà đâm đầu vào ôn thi nhá, nó vừa khó mà có khi còn phát âm lung tung, nó mệt mỏi Ngọc ạ. Đó, được rồi, thế thì bây giờ là thích tiếng Anh rồi đúng không? Vâng ạ. Rồi rồi, có một cái này nữa Ngọc thử chia sẻ nhá, nếu khó quá thì thôi nhá. Tức là nhiều bạn á, không biết là bạn bè của Ngọc bây giờ có thế không, nhưng bạn bè của cậu ngày xưa luôn luôn thế, và chính cả cậu luôn. Tức là ngày xưa luôn luôn cậu nghĩ là phải có ai đấy để học tiếng Anh cùng, để giao tiếp cùng. Và thậm chí cậu nghĩ là nếu không có người nước ngoài là cậu không học được tiếng Anh á. Cậu hát cháu khen rồi. Đã được hát tí nào đâu. Đấy thì nhiều bạn nghĩ như vậy và rất phụ thuộc. Thì Ngọc có cái thấy là có nhiều bạn là cứ phải có người khác ngồi giao tiếp cùng mình, rồi có người khác dạy mình từng ly từng tí mới học được. Thì cháu có gặp các bạn kiểu như vậy không, hay là trước đây cháu có suy nghĩ như vậy không? Cháu có ạ. Thế bây giờ cháu có nghĩ là chúng ta có thể tự học tiếng Anh được một mình không? Có ạ. Và cháu thấy tự học tiếng Anh một mình này nó có sướng hơn không? Nó sướng hơn ạ, kiểu nhiều lúc nó cũng đỡ ngượng hơn đấy. Đúng rồi, đấy. Thì cháu đang suy nghĩ làm cậu rất hài lòng đấy. Vì chính ra là cậu ngày xưa học với giáo trình Effortless English này. Thứ nhất là thầy cậu không phải thể hiện tiếng Anh với ai. Và khi ngồi một mình thì mình tự tin hơn là đầu tiên rồi đã. Và cái thứ hai Ngọc ạ, là chúng ta có thể đi sâu hơn và học lặp đi lặp lại được nhiều lần hơn. Chứ nếu mà tự nhiên mà cậu với cả Ngọc mà cứ ngồi nói tiếng Anh với nhau và nói đi nói lại bài này, cứ hỏi đi hỏi lại bài này, có khi cũng buồn. Nhưng nếu chúng ta làm một mình thì nó không có áp lực phải ngại người này người kia thì chúng ta có thể làm được điều đấy. Đúng không Ngọc? Vâng ạ. Rồi, thì Ngọc cũng cậu biết là cũng bận đấy, với là mình cũng chưa có điện thoại ấy. Thì mình có dùng Facebook không? Dạ có ạ. Thì Ngọc hình như là cũng ở trong cái Facebook học viên Lifetime English của cậu đúng không? Vâng ạ. Thì cháu có nhận xét gì về về cái cộng đồng học viên Lifetime English của cậu không? Cháu theo dõi cháu có thấy gì không? Đưa ra cảm nhận Chờ. thế nào.
Cháu thấy mọi người giỏi ạ. Giỏi à? Vì sao có mọi người giỏi? Mình có giỏi Có ạ. không? Được, thế được đấy. Cháu cậu là phải tự tin như vậy nhá. Nhưng mà đấy, ông nội cậu bảo Vũ rồi, tự tin là tốt. Tức là mình làm được cái gì thì mình cứ tự tin lên, chứ đừng có dìm mình đi. Nhưng cũng đừng có tự cao, tức là mình không, cái gì mình không làm được thì đừng có nói. Nhưng mà cậu nghĩ là bây giờ cháu có hướng đi như vậy và cháu đang luyện tập hàng ngày như vậy thì cháu có thể tự tin. Và cũng công nhận là chắc là cháu lên lớp cháu cũng thấy mình tự tin hơn các bạn khác đúng không? Thì tức là mình giỏi hơn các bạn khác chút rồi. Thì các bạn khác lại giỏi hơn mình cái này cái kia đúng không? Giỏi thì phải nhận chứ đúng không? Thì có một cái nữa Ngọc ạ, là năm nay cháu 15 tuổi. Nhưng cháu cũng thấy trong group là có bạn chỉ có 8 tuổi. Có những bà, chắc cháu phải gọi là bà đúng không? 70 tuổi. Vâng. Mà thấy mọi người đều học với nhau. Và cháu có thấy là còn có cả những cô chú, anh chị ở nước ngoài cũng đang học không? Có ạ. Cháu có giật mình Có giật mình ạ. không? Ừ. Thì nếu mà cậu hỏi cái này thì Ngọc suy nghĩ như thế nào nhé? Rất nhiều bạn là bảo là mình lớn tuổi rồi có học được không? Con mình bé quá có học được không? Rồi thì thế này cái kia. Thì cháu suy nghĩ gì về độ tuổi và việc học tiếng Anh? Cháu thấy thì độ tuổi nào cũng học được, chỉ là mình muốn học hay không đấy. Đây, chị Hải Lê lại hỏi đúng cái câu mà thầy đang hỏi bạn Ngọc luôn. Thì bạn bảo là độ tuổi nào học cũng được, chỉ mình muốn học hay không. Thì đấy, bạn ý còn nhỏ thì bạn chia sẻ vậy. Nhưng mà thầy bảo rồi, nếu mà chúng ta mà học tiếng Anh theo kiểu truyền thống á, như một môn học á, thì đúng là các bạn trẻ học ở trên ghế nhà trường, các bạn đang đi học thì các bạn lợi thế hơn, các bạn đang ghi chép rồi thì các bạn ý đang làm bài tập thì lợi thế hơn chúng ta. Nhưng mà khi mà học như một ngôn ngữ thì bạn Minh Thu hay là cô Cẩm Hưng thì cũng như nhau thôi, có gì. Thì một câu nói là nói với cậu với Ngọc đang nói tiếng Việt với nhau này đúng không? Chứ cậu làm gì có bảo cậu 31 tuổi thì phải nói tiếng Việt nó khác bạn 15 tuổi không? Chúng ta cứ giao tiếp bình thường thôi. Không vì gì phải khó khăn cả, đúng không nào? Vâng Rồi. ạ. Rồi được rồi, thế thì cảm ơn Ngọc nhé. Rất nhiều bạn hỏi về khóa Lifetime English thì để lại dấu chấm giúp thầy nhé. Thì các bạn ấy sẽ tư vấn cho mình trước khi hết khuyến mãi nhé. Thì thôi. Cậu hôm nay là thứ nhất là cậu rất vui là Ngọc dám lên talk show của cậu nhé và giao lưu với mọi người. Cái thứ hai là cậu cũng được kiểm tra thì cũng có nhiều cái có thể cải thiện hơn được nữa, nhưng về tổng thể là tiếng Anh của mình khá tự nhiên và tốt. Và cái điều mà cậu vui nhất là cháu nói là cháu thích học và học nó dễ. Thế là được nha Ngọc nhé. Thì trước khi mình chia tay mọi người thì mình có lời chúc gì hay là lời khuyên gì với mọi người không? Tại mình cũng được trải nghiệm học tiếng Anh như một ngôn ngữ trong vòng 3 tháng trời rồi còn gì. À, thì cháu cũng chúc mọi người là tìm được cái cách học của riêng mình, với lại là tìm được niềm yêu thích trong tiếng Anh ạ. Ừ. À thế Ngọc sau này định học tiếng Anh như thế nào? Cháu có kế hoạch gì cho tương lai Dạ cũng có ạ. không? Thử chia sẻ với cậu với mọi người cho nào. Thì cháu cũng sẽ tiếp tục học cái khóa này, thì qua khóa này cháu sẽ tìm được cách học của riêng mình, rồi cháu sẽ học thêm lên những cái nâng cao để thành thạo tiếng Anh ạ. Cháu cũng chẳng phải tìm đâu xa đâu. Thì cháu cứ học cái này và cái giáo trình Effortless English này đủ cho Ngọc học trong một thời gian rất dài nhá. Mỗi một bài này mà cháu học hơn một tháng thì với 100 bài thì cháu biết là nó rơi vào bao nhiêu năm rồi không? Thì cái việc đấy là cháu học hàng ngày và đây chính là cơ hội để cháu có được cái công cụ để có thể sử dụng tiếng Anh hàng ngày mà không cần phải ra nước ngoài hay là không cần phải gây áp lực cho bản thân là hôm nay học cái gì đúng không? Và cháu cũng thấy đấy chính là điều mà các thầy cô giáo hay là các bạn chuẩn bị đi du học hoặc là những bạn nước ngoài cũng tham gia vào khóa học này, vì đơn giản họ thấy đây chỉ là một ngôn ngữ và họ đang cần một cái công cụ để có thể được giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, học hiểu không? Đó thì cứ học như thế đi, còn cháu không phải là tìm ra hướng học hay cái gì về để học thêm cái nữa vì ngay trong phần sau của khóa học ấy, nhưng cháu không được cầm đèn chạy trước ô tô nhá, cứ đi đủ theo lộ trình bây giờ và giữa khóa học thì thầy sẽ cậu sẽ hướng dẫn mọi người và cháu đấy là xem phim nè, đọc sách nè, rồi thì đọc báo này, nghe podcast này, thậm chí là dạy cái trẻ em tiếng Anh này. Nói chung là cậu trải qua như thế nào thì Ngọc cũng trải qua như vậy, thế nên là cậu muốn cháu là cứ thoải mái và cứ chăm chỉ kiên trì như bây giờ và cứ giữ cái niềm yêu thích và cảm thấy nó dễ, thế là được nha Ngọc nhá. Vâng ạ. Rồi được rồi, thế hôm nay tha cho tí, có phải làm bài tập không, mai phải đi học không, Mai cháu được nghỉ ạ. nghỉ sướng quá rồi đúng không? Rồi thì chắc là trên này cũng có nhiều ông bà cô chú là đang
ở Phú Thọ mình đang xem đấy, thì cháu có chào mọi người đi, chào cả các bạn trong Live Time English và những người đang theo dõi đi. Rồi, cậu tha cho cháu ngày hôm nay. Chào đi, cháu chào mọi người đi. Cho mọi người ạ. Rồi, tốt quá rồi. Rồi ok nhá, rồi thì hẹn gặp lại Ngọc sớm nhá. Rồi, thôi mọi người chào bạn Ngọc giúp thầy nhá. Rồi, chắc là bạn run quá. Lại lên là lại gặp cậu, mà bình thường hai cậu cháu nói chuyện rất là thoải mái với nhau. Thế nên là lên đây thì lên đây thì mỗi cậu là giữ được tinh thần thoải mái thôi, còn cháu thì run lên nhiều, nhưng mà thật ra là cũng rất đáng khen ở chỗ là Ngọc năm nay mới 15 tuổi. Thầy nghĩ năm thầy 15 tuổi mà ai mời thầy lên này chắc thầy chết mất. Sợ. Đó. Và cái thứ hai là bạn vẫn thể hiện được mình, vẫn thể hiện được là hôm nay thầy nghĩ là lên cái talk show này chắc là Ngọc phải tiếng Anh thì phải bị giảm đi mất 50% nhuệ khí, tại vì phân tâm không còn nghĩ được gì nữa khi mà đang ở trên talk show với rất nhiều người như thế này, đúng không? Rồi, các bạn có câu hỏi gì không thì hỏi thầy, không thì chúng ta sẽ kết thúc livestream hôm nay của chúng ta ở đây ngày hôm nay nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã cổ vũ anh Ngọc nhé. Cười tươi thế Ngọc vì hôm nay được thầy tha sớm. Rồi các bạn, rồi thầy ngồi giao lưu với các bạn tí, thì các bạn còn câu hỏi gì về tiếng Anh không, về cách học các thứ không? Những bạn mà quan tâm khóa Lifetime English để dấu chấm giúp thầy nhá, thì thầy chắc là dạo này không tư vấn được khóa học, thì các bạn sẽ tư vấn cho mình thì kỹ hơn nhá. Còn trên livestream thì thầy giao lưu với các bạn tí. Thầy cảm ơn Đỗ Văn Quý nhá. Thì thôi rồi thì thầy trả lời bạn Đỗ Văn Quý nhá. Thì khóa học của thầy á là thầy sẽ hướng dẫn các bạn để học cái giáo trình Effortless English. Thì mỗi bài trong Effortless English nó sẽ là một câu chuyện em ạ. Thì với một câu chuyện ý mà ngày xưa mà chúng ta học á, thì toàn đọc dịch xong thì phát âm linh tinh xong thì lại chuyển sang bài khác, đúng không? Học mãi 10 năm học tiếng Anh chẳng khá lên gì, khá hơn mỗi cái khoản dịch thôi. Đấy, nghe nói thì chẳng nghe nói được, nhưng mà trong Effortless English thì cái câu chuyện đấy, ngoài việc đọc dịch thì các bạn sẽ phải nghe và trả lời, tức là thảo luận về nó. Đấy, như mà thầy lúc nãy vừa hỏi bạn Ngọc đấy, tức là hỏi là chị Sarah bao tuổi, thì bạn bảo Sarah is 30 and where does she live, thì bạn bảo là she lives at 3037 Market Street, she has lived there since 1990. Và việc các bạn ấy nghe và trả lời và nói như vậy á, thì đầu tiên nó khó, nhưng thầy sẽ hướng dẫn để các bạn trả lời. Và sau khi các bạn trả lời được, đầu tiên thì các bạn cứ dần dần như thế trong nhiều ngày nhá, thì đến lúc các bạn trả lời được thì không phải là trả lời được là sang bài khác, Đỗ Đỗ Văn Quý á. Và với vì sao các bạn trong Lifetime English đều là những bạn nói tiếng Anh rất tốt mặc dù các bạn ấy không học nhiều, là vì vẫn với bài đấy trả lời được rồi, đúng không? Mai lại trả lời đúng cái bài tiếp, ngày kia lại trả lời đúng bài tiếp, đến khi mà các bạn nói nó thành thạo và thật trôi chảy thì mới thôi. Nhưng cái điều đấy là điều các bạn đang không làm và chẳng thấy bạn nào ở ngoài làm cả. Đó, chúng ta toàn thích học vội thôi, toàn thích bỏ qua quá trình để đi đến cái kết quả. Lúc nào chỉ muốn nói tiếng Anh nhanh như gió, nhưng mà bảo là ngồi học kỹ học sâu thì các bạn không làm được. Đấy, kể cả trong giáo trình Effortless English người ta cũng yêu cầu học kỹ học sâu, nhưng các bạn đều không làm được như vậy. Có những bạn kêu mấy thầy là ơ thầy ơi, thầy hướng dẫn học Effortless English em cũng có về học, nhưng mà em học 3 tháng rồi mà chẳng thấy nó khá khẩm gì, mà thế em học đến bài nào rồi? Em học gần hết level 2 rồi. Ôi trời ơi. 3 tháng kìa, bạn Ngọc mới học được có 2 bài kìa. Mà level 1 8 bài, bạn mới học được 2 bài, bạn kia sắp hết level 2. Thế thì học thế thì nó lại khác gì ngày xưa. Thì cái giáo trình Effortless nó không còn cái hiệu quả nữa. Đỗ Văn Quý nhá. Thì trong khóa Lifetime English, đây là khóa học duy nhất của thầy. Thì ngoài trọng tâm với giáo trình Effortless English, tức là để chúng ta có một cái công cụ chúng ta sẽ nghe nói hàng ngày trong một thời gian rất dài, thì thầy đã trải qua những cái gì như nào, ví dụ thầy xem phim tiếng Anh như nào, thầy đã xem phim gì, thầy đọc sách như nào, đã đọc sách gì, thầy đọc báo như nào, rồi tất cả những kinh nghiệm đấy thì thầy sẽ dạy tất trong khóa Lifetime English. Và thầy cũng phân bổ làm sao để các bạn đi đúng theo con đường nó dễ dàng nhất, chứ không bị vội. Chứ thực ra thầy ngày xưa tự học cũng có lúc bị vội đấy các bạn ạ, chứ không phải là vèo cái mà tự nhiên giỏi đâu. Thì thầy đã có mắc một vài sai lầm thì không để các bạn mắc sai lầm nữa. À, không cần anh Tú ạ, thì mình cứ nghe này, mình phát âm theo này, mình tra từ điển lại vài lần hoặc là xem hướng dẫn của thầy này. Sau đó thì chúng ta sẽ
nói chậm cái từ thôi, mỗi lần nó xuất hiện ở trong cái mini story anh Tú thì mình nói chậm thôi để mình phát âm chuẩn, tập trung để phát âm chuẩn từ đó. Vậy là ok nha anh Tú nhé. Rồi thì chắc là không bạn nào hỏi gì nữa thì thầy xin phép kết thúc livestream ngày hôm nay ở đây nhá. Thì sắp hết kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương rồi. Chúc các bạn có một ngày cuối kỳ nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình và sẽ quay trở lại một cách đầy nhiệt huyết trong những ngày sắp tới nhá. Bạn nào quan tâm khóa Lifetime English trước khi hết khuyến mãi thì các bạn để lại dấu chấm giúp thầy nhá. Hoặc là có thể liên hệ Zalo ở trên màn hình hotline 0907291222 nhé. Các bạn bấm hoặc là các bạn chụp ảnh màn hình giúp thầy nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn Ngọc và tất cả mọi người nhé. Cố gắng lên. Từ bỏ cái tư duy cũ đi. Từ bỏ cách học truyền thống đi. Học tiếng Anh dễ mà. Đúng không? Thầy chưa bao giờ tự tin như bây giờ đâu. Nên là thầy nói thì mong là các bạn tin thầy nhé. Rồi các bạn chào tạm biệt thầy đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm vào thứ ba nhé. Bye bye. Bye bye chị Cà Gạo. Bye bye Linh Linh. Rồi, xin chào các bạn nhé. Bye bye. See you soon.